À, xin chào tất cả các bạn nhá. Các bạn biết Hùng đang ở đâu không ạ? Nói chưa, cứ mỗi buổi chiều kiểu như buồn buồn ấy các bạn, mình thường ra những cái chỗ này để thấy là cuộc đời nó thật là ngắn. Giống như kiểu là có một cái bài hát gì nhỉ, là em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 30 năm đầu sung sướng biết bao lâu, 30 năm sau vời vợi em ơi có là bao. Cuộc đời của con người khoảng 60 năm thôi các bạn ạ. Các bạn phải biết chiêm nghiệm cuộc sống. Cuộc sống không phải là cứ là tiền là được đâu các bạn. Lúc nào cũng tiền, tiền, tiền. Mình đã từng suy nghĩ đến chuyện là nếu như một ngày nào mình không có tiền thì mình sẽ về một nơi nào đó, giống như một nơi nào đó như thế này, đất trống vắng thế này này. Đấy, đất trống vắng thế này. Rồi đi ra ngoài lượm cây, lượm cối để làm một cái lều giống như ngày xưa ấy. Rồi trồng rau, tự trồng rau. Rồi tự nuôi gà, rồi gà nó đẻ trứng. Cứ thế mà ăn. Nói chung là tự cung tự cấp. Nhưng mà câu chuyện ngày hôm nay của mình không phải là muốn nói về cái vấn đề tự cung tự cấp đấy. Mà mình muốn nói một vấn đề là chúng ta đừng sống bất chấp quá. Chúng ta những người mà những công ty cho vay ấy, kể cả những người mà đi đòi nợ ấy, mỗi lần mà đến nhà người ta đe dọa ấy, thì phải biết đằng sau mỗi câu nói nó là cái gì. Nó là cái này này các bạn này. Đây này. Cuộc đời con người ngắn lắm, nên là sống ở với nhau được đó là một điều hạnh phúc. Vợ chồng đã yêu thương nhau rồi thì cố gắng đừng có bỏ nhau. Đừng vì ba cái vụn vặt của cuộc sống, đừng vì ba cái đồng tiền, mà đừng vì mấy thứ vật chất nó ở bên ngoài mà làm hỏng hết cả tình cảm. Rồi đừng vì ba cái ham mê dục vọng mà rồi quên đi những thứ mà linh thiêng. Chúng ta luôn luôn phải nhớ phải hâm nóng tình yêu. Người ta bảo là tình yêu như là một bát súp vậy các bạn. Ban đầu thì nóng ăn rất là ngon, đang đói nữa thì tuyệt vời. Nhưng mà sau đó thì sao? Bát súp mỡ nhiều rồi nó cũng nguội ngắt đi. Nếu như chúng ta không hâm cái bát súp đó lên thì chẳng ai muốn ăn đâu. Nó đông lên thành mỡ hết rồi và cuối cùng thiêu và vứt thôi. Thì tình yêu cũng như vậy, chúng ta phải luôn hâm nóng nó. Phải hâm nóng nó, hâm nóng bằng mọi cách. Chồng giận thì vợ bớt lời, còn ngược lại nữa. Trong gia đình thì người chồng luôn lo lắng về kinh tế, thành thử áp lực nhiều. Còn người vợ thì phải biết vun vén, phải biết chăm lo gia đình. Chứ còn mỗi người mà cứ phải sừng cồ lên với nhau thì không bao giờ tồn tại được đâu, đúng không các bạn? Mình thì chưa lớn chưa già, cũng tuổi thì cũng mới 35, nhưng mà về góc độ cuộc sống thì gần như mình trải nó nặng quá rồi. Sống như một ông hoàng cũng đã sống rồi, và chết như một người nằm xuống quan tài cũng đã từng chết rồi. Nên bản thân của Hùng chẳng biết, không phải là không sợ gì, nhưng mà bản thân Hùng nó trải qua nhiều thứ quá. Kể cả những thứ nó kinh khủng hơn nó trải qua thì vẫn chấp nhận được hết. Ngày hôm nay lên đây nói tản mạn vài câu và cũng muốn gửi gắm đến tất cả những anh chị em. Khi chúng ta đang gặp hoàn cảnh rất là khó khăn thì chúng ta phải nỗ lực, phải phấn đấu, phải phấn đấu hết mình. Và những ai mà đang làm những cái nghề mà người ta không thích đấy, những nghề mà thực sự là nói với các bạn là những nghề mà nó mang tính chất là dọa nạt con người, rồi đe dọa con người, ví dụ như đòi nợ thuê chẳng hạn, thì mình cũng nên suy nghĩ đến một khía cạnh là chúng ta đang sống rất là tốt, chúng ta đang rất là tuyệt vời, thì chúng ta cũng nên là cho người ta một con đường sống, đừng có vì đồng tiền quá rồi chúng ta sẽ bán rẻ lương tâm. Mỗi buổi chiều về thì Hùng thường đi qua những cái chỗ này, những cái chỗ này các bạn ạ. Đây các bạn thấy không, mỗi lần mà có chuyện gì nó buồn buồn ấy các bạn thì Hùng hay đến những cái nơi này lắm, nơi này. Thế còn mình thì chẳng đụng chạm gì tâm linh, cũng chẳng làm gì ai. Xuống đây thì mình cũng rất là lịch sự, có xin có ngồi, đúng không, cũng chẳng vấn đề gì. Chẳng qua mới muốn biết được là cuộc đời này nó ngắn lắm, mình phải sống tốt từng ngày. Bây giờ là 6 giờ kém đấy các bạn này. Chiều nay mình đi về đến đây và mình cũng muốn vào nơi này lâu rồi, nhưng hôm nay mình mới vào. Thực sự là vào rồi cũng đắn đo các bạn ạ, đắn đo. Tính cũng không vào đâu, nhưng mà
Rồi vào đây nói chuyện sầm sàm, quay lên cho các bạn coi. Cũng sáng nay cũng có một bác gọi điện cho mình. Bác ấy 65 tuổi rồi. Bác ấy cảm ơn mình. Mình cũng rất là cảm động luôn các bạn. Mình cũng muốn chia sẻ cái nội dung của cái bác đấy chia sẻ cho mình. Bác ấy nói chuyện với mình và cảm ơn mình. Và bác ấy nói là mình thế này thế kia. Alo. À, xin chào cháu Hùng. Dạ. Chú rất cảm động khi xem cái video của cháu. Mà chú là người mà 65 tuổi. Nhưng mà chú cúi đầu trước cháu đấy. À, cháu chào chú ạ, chú sức khỏe. Rồi. Chú cúi đầu không phải là cúi đầu về thân xác cháu. Yeah. Vì chú cao tuổi hơn chú 65 tuổi mà chắc cháu ít tuổi hơn. Dạ vâng, cháu mới 35 thôi, bằng một nửa. Chú không phải cúi đầu trước thân xác cháu mà cúi đầu trước trước nguyên cách của cháu. Dạ cháu biết, cháu cảm ơn chú. Cho dù người ít tuổi hơn mình nhưng nhân cách hơn mình thì mình phải cúi đầu. Dạ cảm ơn. Nên là thôi cháu chú xem cháu cũng đừng buồn và đừng tự ái với những cái mà cái xã hội bây giờ nó nhiễu nhiên lắm. Mà cháu được như thế này chú cảm động lắm. Dạ cháu cảm ơn chú. Rồi thế chú không làm mất thời gian của cháu và chú xin chúc cháu thật mạnh khỏe nhé. Rồi cháu chúc chú cũng sức khỏe rồi sống lâu trăm tuổi với các anh chị em trong nhà chú nhá. Rồi thế xin chào cháu nhá. Cảm ơn cháu đã nghe chú. Bản thân của Hùng cũng không được tốt như mọi người nghĩ đâu mọi người ạ. Hùng cũng cơm áo gạo tiền, Hùng cũng phải lo cho vợ, lo cho con. Bởi vì ngày xưa khi mà chưa lấy vợ đấy thì đi lên chùa thì thầy trụ trì nói là Hùng có tướng là chân tu và nên sống lương thiện. Nhưng cũng mất một thời gian dài vài năm mình quên mắng đi câu nói của thầy trụ trì và mình đã sống với một cái suy nghĩ khác đi. Lúc đấy mình sống vì đồng tiền quá. Nhưng mà sau đấy chiêm nghiệm lại, sau khi mà mình trở lại cái vạch đích ấy và vạch xuất phát ấy thì mình suy nghĩ lại là thầy chùa nói đúng. Mỗi người có một cái góc độ cuộc sống riêng. Nhưng mình đây thì mình cảm thấy là nếu mà sống mà như ngày xưa, như những năm trước thì sống không nổi nữa. Sống thế này nhưng mà nó vui, thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, chẳng sợ gì cả các bạn ạ. Đừng có nói sai, đừng có làm sai thôi. Nên là các bạn nhiều khi mà mình nói sai ấy, các bạn cũng phải hiểu cho mình nhá. Đây toàn cảnh luôn các bạn này. Đấy, đây là phần trên các bạn, phần trên của khu nghĩa trang này. Phần dưới kia thì rộng lắm, mênh mông luôn. Và xung quanh đây toàn nghĩa trang thôi. Đấy, nghĩa trang mà. Thì các bạn thấy chứ, mỗi lần mà các bạn mà có giận hờn gì ấy, các bạn cứ ra nghĩa trang lúc nửa đêm ấy, các bạn mới thấy giá trị của cuộc sống. Mỗi lần mà các bạn mà có cái chuyện gì ấy, các bạn cứ ra đây, các bạn sẽ thấy được là cuộc đời nó rất là ngắn ngủi. 60 năm thì Hùng cũng sống được 35 năm rồi. Ngon lắm thì được 30 năm nữa. Nhưng mà không ngon thì có khi được đôi chục, hai chục năm. Mà biết đâu đấy được cuộc đời mà các bạn nhỉ. Nên là cứ sống hết mình đi. Nhiều bạn bảo cha Hùng này làm cái kênh này là để chuộc lợi hay là để là đi xin tiền của mọi người. Kênh của mình không phải xin tiền đâu mọi người ạ. Mọi người đừng có hiểu lầm. Kênh của mình thực ra mình muốn nói với các bạn ấy là để cho kênh mình mà phát triển mạnh, thực tế là phát triển mạnh thì tiếng nói của mình sẽ mạnh lên, mình sẽ giúp được các bạn nhiều hơn. Thế còn trước sau gì mình cũng phát triển thôi, nhưng mà nếu mà có các bạn ủng hộ thêm ấy thì nó sẽ phát triển nhanh hơn. Ngày mai là ngày thứ 6, là ngày 31 là hết của tháng 7 rồi. Mình sẽ vào trong Sài Gòn, mặc kệ dịch, mình sẽ vào trong Sài Gòn để được thực hiện một lời hứa với lại anh Tâm, anh Lê Thành Tâm. Và mình muốn xem là cái vụ việc đó như thế nào. Và mình sẵn tiện giải quyết một vài công việc. Thì nếu được là mình sẽ làm một cái series về hành trình từ đây về vào trong kia. Để cho các bạn thấy, để cho các bạn biết là một cái hành trình như thế đi thì nó tốn kém như thế nào. Xe thì mình sẽ mượn xe của thầy chùa. Và ekip mình sẽ đi thêm 2 người. Nói luôn cũng gần như là 2 hộ pháp của mình. Hai hộ pháp. Vì mình đi một mình nó mong manh, dễ vỡ. Biết đâu là gặp thành phần không tốt thì đâu có ai mà bảo vệ đâu. Đi nào là tiền xăng, ăn uống, ngủ nghỉ đủ thứ.
Thì vào trong đấy thì mình cũng đi vào để gặp các anh, một vài anh, rồi cũng giúp thêm một vài anh nữa, giúp thực sự đúng là giúp luôn, và sẵn đôi công ba bốn việc. Thì nhân tiện đây thì cũng lên đây cũng nói chuyện với các bạn sầm sàm đôi câu ba câu cho vui, để mong là các bạn là đừng có buồn.